Mc đo nồ, chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh lớn nhất thế giới sẽ ra mắt lần đầu tiên tại Việt Nam vào cuối tuần này. Mc đo nồ sẽ mở một nhà hàng vào ngày 8 tháng 2 tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà họ sẽ cạnh tranh với các đối thủ khác như Burger King và KFC. Việt Nam là thị trường Đông Nam Á mới đầu tiên của McDonald's trong 20 năm qua, kể từ khi công ty này mở nhà hàng ở Brunei vào năm 1992, theo lời bà Linda Minh, giám đốc truyền thông của công ty Singapore cho biết. Ông Nguyễn Bảo Hoàng, giám đốc công ty đối tác địa phương Good Day Hospitality và là con rể của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nói ông có kế hoạch mở thêm khoảng 100 chi nhánh McDonald's trong vòng 10 năm tới. Việt Nam tăng trưởng kinh tế trung bình ở mức 6,6% trong thập kỷ này, với mức thu nhập bình quân đầu người tăng 4 lần, từ 400 đô la vào năm 2000 lên tới gần 1.900 đô la vào năm 2013, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế.